Ôi, xong rồi. Từ nãy giờ trong khi hai bố đang trò chuyện Ôi, vui vẻ. đẹp đấy à? Cái gì? Ôi, bản đồ này đẹp đấy. À, hồi sinh ở khu vực Big Zone 3 nhá, Big Zone 3 là gặp À, nhưng mà chưa nhau. vào, nhưng mà em đang ở trong cái map đẹp quá. À, Giờ ông em tên lại gì phát quên thôi. này. Tên tên ngoài Gấu Facebook á. ca À, à, ông ngoài Vũ Facebook Đức, á. Vũ Đức, Vũ Đức, Vũ Đức. Vũ Đức, Vũ Đức, Vũ Đức à. Đức Vũ, Đức Vũ, Đức Vũ, Đức Vũ. À, Bách Sao vào Ngô rồi. Vũ? Ủa, Ngô Đức Quang là không phải hả? Đâu phải. Đức Vũ Huy không ạ? Khang. Thiện Khang. Thần Vĩ hình như là không nhớ rồi đấy. HLNA is ready to explore. Có một lần trong Discord ông than về phụ huynh mình mà than quá trời, Có luôn hả? Đúng quá. Cái nghe bác nhớ than nhầm mà. không chứ gì? Thôi không không Ôi không, không ơi! có nhớ nhầm đâu, để coi tin nhắn trên trong, để coi trong Discord này còn không đây. Ừ Sao còn đẹp nữa thế nè. nhỉ? Thế nào Kìa kìa ơi? kìa. Alo. À không, em đang vào nhưng À, mà em em đang vô tìm cái này. ông Trần Vĩ. Hồi sinh ở đâu anh nhỉ? Big Pit Ron Zone 3. 3 Ừ. Đấy, anh em thấy đấy, tôi ngồi tạo bản đồ, chỉnh thông số server Mondit, hai bố ngồi tán chuyện bây giờ xong rồi nhưng mà vẫn đang tán mà. Ngoại giao cao cao trào quá nên mình sống nội tâm à. Khổ. nội thế anh. Cỡ nào Thế mới Vi nội Trần tâm anh đây. bảo này, mọi khi là Hả? em là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ nhá. Hôm nay là có thêm người thứ ba rồi. Ăn to nói lớn vào không có mấy bạn câu đấy. Khổ, mọi khi À. vào cứ thùng thà thùng thể chứ. Kiểu 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 chắc là không có bình thường có chơi chung với ai hay không, mà là chơi với anh mà cứ e dè cái này kia. Lờ 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 anh tại người nổi tiếng chơi chung ghén quá. Ôi ôi, người nổi tiếng. À, ông gấu vô coi like nè. Từ đâu anh em đâu Có like gì cơ? rồi? Hôm nay bọn tôi có thêm thành viên mới đối với ở nhỉ? Mới hay cũ nhỉ? À, thành viên mới nhưng Mới mới là đổi vừa mới vừa cũ. đi Khổ. mẹ từ từ đi mẹ. À, anh em thấy đấy. Ở đi còn này nhìn quen đấy nhở? Đi cột nào. Tôi cần nhớ ra ở đây không ạ? Thấy không? Thấy 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 mình nói đạo lý quá trời Rồi rồi rồi, nhớ 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 rồi. không? Mày Chết quá trời ảo chết luôn. ảo thật đi. Nè, thằng Vương Đen nè. Nó chơi lại ký ức rồi đó. Tùy Ủa? sao các em về Tao đâu vừa... Má. sao anh xa vậy? Tao vừa vô chết rồi. Ôi rồi ôi, một thằng thì không thấy mặt đâu, một thằng thì chết rồi. Thế thôi, giờ ở Big Drone 3 đi, anh đang ở bờ biển ngắm mong bờ Đây ông em đang đó. em đang giao với anh đây. Thấy anh đâu? Mấy mét? Em nhìn thấy vị trí của chủ hot mà. 700 m này. Ờ gần. Hôm trước cái thằng Bách Niu ấy, mày không hiểu kiểu gì, nó cách anh 1.500 m, nó còn chạy bộ đến. À. Dự ra mấy con copy nó đánh Nó hôm nay lại ba con đó 1.500 m à? hả? Hôm nay tới 2.000 À, hai nghìn mét thôi trừ 1.800. tự sát, chọn Big Drone 3 đi. Trời ơi, 2.000 mét trừ 1.800 anh ơi. Mọi người chơi chơi lần đầu à? Cái gì đây? Mới mới tạo bản đồ à? Ừ, mọi khi chơi đây lên em cố tình hỏi đúng không? Thật, chắc biết rồi vẫn Rồi, nhưng mà hỏi. giờ không, giờ này không để ý đến YouTube của anh thật. Nói nghe thì để câu chuyện thật lòng ấy anh. Cái xác mùa này là... À đây rồi. Không đập được không ạ? Tôi không đập được. Cái đấy, ra đây mời chi bê này. Hay hay là định PVP gì? Ở đây là ai đây?
À Bách à? À. Vào tôi chưa? Hôm trước vào à vào rồi. Hiểu rồi, hiểu game rồi. À hiểu rồi à. Mới xong lụm được cục đá nào gì vậy à đây. Ủa xe vỡ thai hả? X2 rồi, ba thằng chơi định x mấy? Một thôi. Một á? Một thì tải bản mobile vừa chơi. Mà nhắc đến bản mobile mẹ, cuối năm đến nơi rồi, kiểu này chắc có khi cuối năm sau. Thôi tháng 9 còn lâu. Lâu. Học sinh cấp 1 mới vô học thôi mẹ. Chưa gì tới Tết thì nghỉ. Ô, đợt này em ra gần hơn này, đợi thì đang phải. Ủa xác à, cái này cái xác như xác của con cá hả? Tôi không biết nữa nhưng mà tôi không phạm được không ạ? Người thương em đến kìa, em xử lý người thương em kìa, kìa đang trước mặt kìa. Đấy, người thương đây. Mà em không nhanh rồi. Đập à. Nó cắn cho bảo rồi. Đập chỉ được thịt thối, thối da với keratin. Tôi dí em quá anh ơi. Giết nó đi. Không có cái gì để giết hết. Thôi anh em mình đi dần lên cái khu kia cho nó xanh tươi lắm cây đi. Khu này toàn đá thôi. Để đem lấy tí da cái. Da lên kia lấy cái... Ờ à. Xác rùa nè, quá trời da nè. Được à. Da tí nữa lên kia tôi giết con gì tôi lấy da. Đéo tôi ở đây nhờ. Thành niên chắc là chơi đấy lần thiếu da quá bây giờ sợ ấy. Phủ sẵn mấy nghìn da. Cười đéo gì cười gớt á. Em bị ám sát rồi anh ơi. Biết mà, này thì chết vì tham lam. Em bị người mới ám sát rồi. Bảo sao nó cười mày to thế. Đúng là chỉ sợ đồng đội chơi chó. Giờ mất hết. Nãy giờ đập. Tại dạ. Thôi à. Lên đây với anh. Đuổi. Thế gấu thích PvP gì? Thích PvP à, không. Ai thích PvP nói với anh bật gót lên anh PvP với nó vui. Thế nào, con nào đây? À. Không chỉ em xin ít công cụ của bạn thôi mà. Em sợ bạn không chia sẻ với em nên em phải ám sát để lấy đồ ấy. Thằng đấy nó nghèo như tuấn khỉ. Con này ăn thịt à? Căng vậy. Cá chết. Ủa? Trôi lên bờ này. Ủa chết mất lại vỡ anh. Mất đâu mà mất? Mất đâu? Sao em mất? Sao nãy giờ nãy giờ cộng level quá trời mà giờ mới level 2 hả? Là sao? Anh ngồi thấy level 5. Nếu như mất thì nó mất level 1. Hồi nãy em level, hồi nãy là em level 3, ở level 3 rồi sao bây giờ chết cái. Thế mua đá ở đâu mà đá này nghe có vẻ chất lượng đấy. Bây giờ em đang level 2 luôn nè. Cộng level tự sát lần nữa xem. Ra bảo gấu nó tự giúp cho. anh mò đến miền đất hứa rồi này, con nhanh hơn không. Thôi à, chắc hai anh em đang tán nhau nhỉ. À, thôi anh không làm phiền. Ơi con chị kêu chứ. Thầy ơi. Lại gặp cái bọn này rồi. Ôi ôi. Im lặng nữa. Nói gì vậy?
Đúng 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 đúng. Tôi có nhanh ra chỗ này không hay là lưng anh luôn rồi đó. Đâu? Sau lưng à? À. Đứng im đứng im đứng im đứng im. Ôi rồi ôi, bố này là bố bấm nhầm, thay vì hồi sinh thì bố bấm nhầm cái nút tạo nhân vật mới rồi. À, đéo hiểu vừa nãy thấy anh da đen, bây giờ thấy bách anh da trắng ạ, đéo hiểu. Ủa gì là mất chi beo? Mất rồi. À đây 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 đây. Tát vào mồm dám coi như là cơ mất level. À đây vào rồi. Ơ, đứng im nào. Sao lại... Lô anh nghe hả? Ờ, ở dưới nhà thì... Đồ vào đây. Vâng. Thế còn mặt gấu ấy chưa thấy đâu nhá. Đâu rồi? Giết em xong trốn rồi. Giết người phải trốn chứ. Anh bảo này tí nữa ra giết lại. Anh sẽ hỗ trợ em. Bí mật hai thằng nhá. Đừng nói nó biết. Khổ. Lâu em đang ra kinh. Ôi 8 giờ rồi mà vẫn có tiếng máy, sợ thật. Tí nữa đừng có bấm nhầm nha, xong lại em mất level rồi. Ok ok. Thấu lơ. Skin này. Tới không chị thì cái gì? Ở đâu? Ở đây ha. Cái gì? Xây nhà. Nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Xây ở cái mép gần biển đây này. Ở đây đây, xây ở đây. Ôi chỗ này đẹp thế còn gì nữa. Chỗ này nghe đây tin được thời đây, đây, đây. Xây ở đây. Phải có mấy cục metal ở đây nữa là đẹp. Mét tô bên kia kìa, cái núi cao cao bên kia kìa, ngay đó thôi. Tính hết rồi, thật. Em bảo mẹ gọi cho chị ở đây hả? Chị kia 85 luôn nè, chuẩn bị làm ná đi anh. Vâng, đây. Leo lên đá bắt chị kia luôn nè. Khổ mấy cây đấy sắp bị chặt hết rồi. Tội nghiệp. Hey, em làm ná luôn này. Xây cái giường đi đã. Từ cụ đá này nó bắn nó tới đâu. Mày có giỏi mày bắt nó đi. Xây cái giường đi không có chết lại chạy lên đây. Rồi rồi rồi. Đây đập đá nó dí đầu vô. Cố tình. Nó tha rồi, quay lại đây. Thanh niên không, nó không tha đâu. Thách. Ôi cây này đẹp này mà bây giờ chặt. Chặt cái cây đằng này nè. Sớm muộn gì cũng gãy thôi em ạ. Khổ. Ở đây không có con đồ đồ nào hết chút xe. Có này, ở chỗ tôi có này. À. Tìm ra đi. Làm 3 thằng phải làm tầm 6 cái giường vào. Đây là ở trên cái cục đá đó anh. Cái gì? Đi kiếm nhà. Kiếm metal á? Không có. Nhà ở trên cái mỏm đá này nè, thằng này nè. Điên à, ở đây cho nó có nước. Thế mày khát nước mày lại chạy xuống đây à? Bắt ống lên. Bắt ống lên, thế mày xây ống đi. Ok. Làm hết. Làm hết. Gấu tí nữa em ra em giết ngay cái thằng bách cho nó mày. Bớt ngáo đi mùa đá đâu vờ thật
tình vì lần đầu chơi bản đồ này đúng không? Hay là đúng rồi. Thằng Bách em lần đầu anh bảo em thằng Bách lần đầu nó chơi bản đồ này đấy. Nó biết gì đâu. Em mới lần đầu mà. Em lần đầu á? Đâu. Em mất chính từ lâu rồi. Lần đầu. À không, em lần đầu chơi bản đồ này mà. Nhìn lạ quá. Chắc quên. Quên là em chơi rồi à? Ơ bay rồi ông đâu rồi? Em cứ nhìn cái vị trí của anh nó hiện mà, hay là gì? Mấy mét? Đây đây đây. À sau lưng này. Sau lưng à? Bên cạnh này. À đây rồi. Bách được đồ họa gì đấy? À, em không biết nữa. Vào setting em... kiểm tra cho em. Thầy đưa đây. Nó mặc định từ từ lúc. Tôi đấy con gì? Mày để đấy không con? Đồ họa là cái nào anh? Vai. Đấy. Biết đâu. Đồ họa là gì? Bấm S lên rồi vào option chỉnh đồ họa đấy. Biết được máy em mạnh em đỡ đồ họa epic hay là hai gì đây? Em vô TP. Ờ nhưng mà em vô TP rồi thì em còn đánh được ông kia không nhỉ? Được. Ông đâu rồi? Em biết lên này. Em biết là trung quỳnh hả? Không mất máu à. Mất máu đây, bình tĩnh nào. Ờ đã vào TP đâu. Ờ chưa vào. Em cởi lại đi. Đây. Ơ thì mẹ sao có nhạc nổi lên này. Đừng có đánh. Không mất máu này. Kìa thằng Bách kìa. Ờ. Cướp đồ. Cướp da. Ui nhiều da quá, lắm thịt quá. Khổ. Toàn thịt thối anh. Thịt này là lấy của Bách đúng không? Anh nói xem. Khổ. Thịt này là lấy của Bách. Rồi, làm nhiều luôn đi anh. Này đem. Phải. Foundation. Đây anh đang làm giường rồi. Foundation anh đang xây dở bên kia có cái bếp đây. À đây. Bây giờ anh còn thiếu 80 thách, em xem nào có lâm tặc ngay cho anh 80 thách em ạ. Anh nặng quá rồi không gì được. Nhưng mà sao mấy con thú level thấp đấy? Level thấp á? Level max là bao nhiêu anh? 150. Con chỉ kè 85 đây nè. Thật thấp gì? Ờ con rùa 140 kìa. Nó đấm. Cứ bảo thấp nhưng mà đã bắt được con nào đâu. Bị đây 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 này. Khổ. Đấy nhà đây nhá. Méo hiểu ạ. Sao còn xa hơn vậy? Vừa đây mấy trăm mét rồi, nghìn mét rồi. Big Zone 3. Tóm lại đi. À thách đây à. Stay anh xây cái giường cho mà hồi sinh. Đây anh đang làm giường rồi. Khổ. Tớ đình chiến hay là đánh nhau tiếp? Đình chiến hay là gì? Đình chiến ấy. Đình chiến à? Anh xin xin miếng da anh. Xin miếng da hết da rồi, da đang làm, em làm gì? Định nằm ná bắn thằng Bách à bắn thằng kia à? Khổ. Ơ em sợ anh bảo là dùng thêm người đi. Đâu rồi? Ôi. Tới một chỉ cơ chứ. À hiện tại là trong này bọn tôi là có thể là chơi đến tối đa là 4 người. Bây giờ thì mới có 3 người thôi. Thì anh em chơi lại có thằng chết rồi. Anh em trên kênh anh em nào có thể là chơi vào khoảng tầm từ 8 giờ mỗi tối anh em có thể là vào Discord nhá. Chơi với bọn tôi. Chúng tôi là yêu cầu là nữ càng tốt thì nam thôi cũng được. Khổ.
ba thằng đực. Đề nghị bạn nữ có mít. À. Cười. Đấy, hồi sinh đi hai cái giường này. Anh ơi, em mất hết công cụ rồi. Anh ơi. Cái gì? Làm lại đi. Đỡ hổ thổ đây anh em. Với chết xong rồi gì có đồ. Anh ơi. Thằng này xây cái giường kiểu gì? Trên này á, chặt quá không? Kéo mới làm được cái búa. Cái gì nữa không? Thì đập đi. Ấy đi, tìm xem có con mod shop nào không. Không thì bắt con Chike, làm cái ná bắt Chike. Xem ở đây có Chike này. Không có da. Da. Xem con một này. Một nó dài da thôi được rồi. Ui con này 135 này. Thôi anh bảo ba thằng làm cái ná để xem anh còn da không. Anh còn 17 da này. Ờ 17 da làm được mấy 17 cái ná rồi này. Cái gì? Mấy cái ná rồi? Ủa? Một ná là một da. Đây anh vứt ra ra này. Đây để anh làm. Chào anh. Này 4 da này. Lấy da ông gấu ơi. Lấy da mỗi thằng làm cái ná bắn con Chike. Ơ gấu đâu rồi? À đây. Đấy. Trong bản đồ này có rồng ấy. Mục tiêu của mình tiến đến bắt con rồng. Mà con rồng nó hang nó tận tít tận dưới mép bản đồ cơ. Trong này nó có rồng băng và rồng lửa. Rồng tem hay là lấy trứng đó anh? Lấy trứng. Ok. Hang rồng hơi bị khó lấy tại vì nó nằm sâu dưới lòng đất ấy. Với lại trong Valero này là có cái hang giống Aberration. Nói chung đây là một map khá hay. Thì đại dương cũng nằm giữa biển. Đấy, tuyệt vời. Có cả biển ngầm luôn đấy, giới thiệu đấy. Làm cái ná nhá, làm cái ná nhá. Đây anh làm mấy cái rồi đây. Thằng nào chưa có ra đây cho này. Cái đạn là... Đá. À đùa nó lên gốc cây đi. Đó mấy cục đá đi. Nếu mà tối thì chỉnh gamma lên mà ấy. Em thấy dạng kè luôn rồi. Ê, con nhớ lệnh gamma không? Nhớ anh. Thằng Bách có biết chỉnh setting không? Máy mạnh thì chỉnh lên cao chơi cho nó đã nhá. Em chỉnh Epic rồi. Ui ôi, chỉnh quá nhờ. Ở nó mặc định Epic thì em để Epic luôn. Có cái nịt làm gì mặc định Epic. Đâu, em mở lên nó Epic mà. Chỉnh quá nhờ. Tốt Epic này thì anh em mình làm gặp nhau ấy. Mỗi tôi nghèo anh em ạ. Khổ. Em má em có 15 triệu đó anh. 15 triệu còn kì kẹo với ông chủ giảm giá nữa đó. À chắc là ấy đúng không? Chắc là một đơm. Chắc một đơm với ông chủ nên là được bớt đúng không? Thôi nhìn ông chủ ngáy lắm anh ơi. Nhìn cái là ngán mở liền. Ơ nào, đầy đủ chứ mẹ. Tôi đang nghĩ đến cảnh ba thằng cầm ná bắt con Chike và Chike nó hút chết thằng Bách. Ai dụ con Chike lại đây đi. Tết cục đá này nè. Không, từ từ anh đang nghi ngờ là thằng gấu nó âm ưu, nó núp đằng sau ấy. Rồi nó bắn em ấy, anh nghi lắm. Nhanh ra đây đủ, có hai Chike đấy, giờ tính nào tính nhá. Ôi ôi là gì anh rồi? Không hiểu ạ. À. Anh kia đâu? Đâu cái thằng này trốn ở đây là nào? Có ra coi như là làm việc. Đấy, à đứng ở đây bắn à? À hay đứng ở đây bắn. Rồi. Tiếng thét thất thanh. Ờ hai thằng này khôn. Ờ đứng ở đây. Thank you.
Bắn này, bắn này. Rồi bắn vô thân nó chứ đâu vô đầu. Bắn vào đúng đuôi nó, vào bụng nó, bắn vào đầu không được đâu. Ê, bắn con này này. Con level 135 ở đây cơ mà. Bắt cả hai em, mình bắt hết. Bắt hết em. Mày kịp thêm này có luôn. Ờ nó chạy rồi, nó chạy rồi. Kìa nó chạy kìa. Ê con kia tiếp, con kia tiếp. Rồi bách xong rồi ôi. Ôi nó đánh em. Ờ nó lấy đa ờ. Thôi đem hy sinh. Nó đuổi anh rồi. Bắt con kia đi, đuổi bắt con đi. Bắt con kia sắp xỉu rồi. Nó quay lại đánh này. Chạy nấy vậy? Cô! Con kia rồi, con kia rồi. Đáng nhiều. Trèo lên, trèo lên vách đá. Ờ, nó đuổi mình rồi. Chắc này không lên được rồi. Đáng nhiều. Ê. Ôi ôi. Con này tự nhiên không á. Bắn nó đi em. Nó hút được em này quá. Này thì cái thú level thấp nhỉ. Nếu hiểu nó hành cho. Ôi chắc tôi chết rồi. Ra bắn rũ đi, nó cứ mẹ gì anh. Ờ à, kìa hai thằng ra bắn đi kìa. Ủa nó vẫn đang bị dí mình. Này né cái nhà ra không, nó hút vào nhà nha. Đợt tình hình như thế nào. Nếu mình thịt kiếm cái ăn đó. Chạy lên đây. Ôi ôi. Thịt này. Ê chết mẹ, đánh lộn con con gì vậy? Sợ tay go rồi. Dụ ra vách đá đây đây, cái con có một con đằng sau kìa. Con này đang chạy nè anh. Con nào? Con 85 đang chạy đằng này. Ờ tí bắn nó đi anh dụ con level cao. À con 135 đây. Rồi. Ông đâu rồi? Hai thằng lùa con đấy nhá anh lùa con này rồi. Bắt hai con luôn. Cô. Ôi con này là. Ôi ôi. Rồi nó rồi rồi. Mới chạy sao tự nhiên quay lại đánh cái. Thôi để anh lùa con này ra xa rồi anh lao vào anh bắt con kia, ba thằng cùng bắt. Hai thằng không được rồi. Nó hiểu ạ. Sao? Xin giường không được rồi. Hồi xích giường không được. À. Thế nào ơi? Can you just leave bioway slang around him? Chờ mất chứ. Ui giời. Mẹ. Cái vách đá đây nó trèo lên được đấy. Không rồi em. Ôi đỡ nó phá nhà đấy kia. Ô, con gì phá không phải con chi ke anh ạ.
nó đây. Ơ sao lại con làm gì có con nào mà nó phá được tận 3000 máu? Con nào? Ôi ôi. Ok. Con nào nó phá một phát tận 3000 máu kìa. Mất một cái giường rồi. Anh lùa cái con 135 đi xa rồi, giờ xem tình hình nào. Mất hết giường rồi. Cái con nào nó phá nhà nhỉ? Đâu gấu đang lùa con chike kia con gì? Con chike kia nó đang ở đây này, đang đuổi theo em này. Đây đây đây, đây, đây. Hai thằng ở nhá mẹ. Bắn nó đi. Anh bắn nó đây này. Chắc mấy bố toàn bắn vào đầu. Bắn nó vào đít. Bắn đâu bắn vào thân mà anh. Bắn vào đít trong mấy phơ em. Rồi gãy luôn. Nó chạy mà. Ôi ôi. Sao để biết con mồi chết ăn gì? Tìm tiếng Anh nào. Nào, nó bị tiếng Anh. Đi. Thì được có 4 điểm thôi. Úi dồi. Đấy con chike ăn có 107 à. Bắn. Chạy lên vách đi em ơi. Chạy lên vách đi. Ờ nó không lên được đâu. À. Ôi dồi. Nó như kiểu sắp chết thế nhỉ. Mình chết chứ không nó chết đâu. Em đứng im, em đứng im. Hay 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 hay. Lần hai mấy giờ. Buồn thật. Buồn của gấu. Yes sir. Ôi dồi, thôi toàn rồi. Anh đi rồi. Kẹt vào đá không nhảy được. Đéo yêu. Sao thằng Bách đâu rồi? Nhà này anh mới chừa vậy đấy. Anh em đánh nhục không? Ba thằng cầm ná mà bị nó đánh nho mẹ. Khổ. Level 14 rồi. Ơ hai đứa level bao nhiêu rồi? Level 12. Level 10. Đâu tôi tìm con mod shop tên ăn cái gì. Không có thì phải lên làm tên mơ. Ờ con chike này bố đời quá nhờ, bắn nó bỏ chạy mà sao lúc sau lại quay lại đánh mình. Đấy. Anh em thấy không, trên trời là chị Hằng đang tỏa nắng ấy. Bản đồ này là có hiệu ứng ánh mặt trăng và ban đêm rất là sáng. Cái này tắt gamma vẫn được. Đây 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 đợi. Ê, có lại này coi con này nó gì trời, bắn nó nữa rồi. Đấy, nó chạy kìa. Nó chạy hồi quay lại rồi nó quay lại nó đánh nè. Nó lùa gà đấy. Ừ thì kìa quay lại rồi. Anh ơi,
Cái gì? Anh có thể nào gọi là cho cái cho mốt vào được không anh? Không. Một mốt thôi. Anh em thấy gì không? Đây đây là cái sự yếu yếu kém của một thằng đàn ông ấy. Nhưng mà nặng quá anh ơi, được quá. Anh cho một cái mốt tách tôi thì nhiều. Nặng quá anh ơi. Bao nhiêu quay rồi? Em à 100. Anh 220, nếu hiểu nâng quay lên. Đẹp con mò chóp đòi ăn thịt đùi ạ. Đúng nhiều. Bố ăn sang chứ. Thịt mẹ, đã lìn đòi ăn thịt. Đòi ăn thịt, thịt cá. Thịt cá. Thịt cá đi tìm được mà. À hay là thịt đùi cá. Thịt đùi cá anh ạ. Thế thôi anh bảo là bách đi hái hái ấy đi, hái trái đen đi làm tân mơ thôi. Vãi con này ăn nấm ạ, khiếp. Đây để em bắt con Parasaurus. Parasaurus. À không được. Em được bằng mắt. Mẹ nó chạy. Bất tài thôi. Chạy ơ. Mara nhiều lắm mà ta. Ra bờ biển đây này. Ra đây mấy con đô đô này. Gấu lấy con đấy ở đâu đấy? Của anh ấy. Hiểu. Phải nó chi ke này nhá. Anh lại ra bắn nó tiếp đấy. Cái Parasaurus có mẹ một con đi ngay trước nhà kìa. Đúng nhiều. Đây. Tôi lại ra bắn tiếp anh em ạ. Tôi không mua cái con này. Your holographic guide. Skin. Bảy mươi bảy viên đá. Ôi nặng quá rồi. Thành niên nào lại ra kia bắn con chi ke đây? Kìa bị hút cho kìa. Khổ. Con này ăn gì đây? Thịt đùi à. Thật ra để thịt, ôi con này 145 ạ. Ôi vãi. Xem mà. Đâu, thịt đùi cá mà anh, con này á. Anh đọc kỹ đi. Thịt đùi cá mà. Kiếm đâu ra? Dưới biển. Phải đi bắn cá mập mới có chứ. Mở rồi em ơi, bắn nó đi. Nó bị hết mana rồi. Ra đây, ra chỗ anh nhanh lên. Nó hết mana rồi nó... Kìa, nó không đi được kìa. Nó không chạy được đâu. Ôi gấu ơi. Hết mana rồi. Tức là cái con này ở ngoài tự nhiên nó xài cái chiêu hút nhiều ấy. Giờ nó đang hết mana rồi. À. Ôi vãi, copy 150 ạ.
Bắn đi khổ, bắn vào đuôi đi. Cái con này có dí theo mình chưa? Kìa, bắn đi kìa. Em đi đập xe tải. Nó bị không có bị đánh nè. Cái con copy ở đâu đây? Rồi, đi người copy xỉu rồi. Ơi, nó sắp xỉu rồi. Nhìn cái kiểu này sắp xỉu rồi. Bố lên nào. Mày có khi con này chết đi nhờ. Từ từ nhá, từ từ nhá. Nhìn cái kiểu này nó sắp chết rồi sao ấy. Cứ bắn đi. Ôi ôi ôi, mày không hiểu. Vô dụng bất tài. Ồ. Con đấy 150 đấy em ạ. À. Bắt được thì bắt. Lấy ná bắn bắt nó luôn. Ừ, nó ăn thịt đổi mà anh. Nó ăn thịt thường. Ừ. Con này 150 đấy. Châu chết mẹ rồi. Rồi chết luôn rồi. Ê, thằng gấu định thế nào mà sao lại sao hai thằng bắn nhau à, vãi nồi. Cày lục đồ đi còn đợi gì nữa. Nghèo vãi đái chứ chẳng có cái vẹo gì. Ấy ấy, anh lâm da rồi, chưa kịp lâm da nữa. Lâm da thì anh cũng đi vào làm cái giường chứ có làm cái vẹo gì đây. Đập xác. Đói quá ăn xác đồng đội à? Khô. Có thật này. Thế gấu thế nào, hay là tôi đợi anh làm cái giường hồi sinh? Cái giường còn không? Đấy, anh đợi rồi. Con này. Con này 145 mà nó lại mẹ nó ăn thịt rồi. Khổ. Ok. Chán. Ba thằng từ nãy giờ vào đây chưa được cái mục tiêu gì. Khổ. Mục tiêu con chị kia nó hành nãy giờ. Không, cửa ra thì gấu với lại bách thì cũng có hai mạng người rồi. Khổ. Cái giường còn ơ có con chim này. Con chim này cỡ đi. Nào để xem làm cái giường nào. Ủa? Cho hai cái đàn khác khác màu luôn. Cái gì? Hai cái phao đi sạch nó khác, khác màu luôn rồi. Nó bị hư chứ còn gì nữa. Hư nè. Ừ. Xem đang cái gì của nó. Anh 17 rồi này. Nó bị cháy không? Đục. Thằng nó chết mà cái xác nó bị biến dị trông vậy. Cười. Sửa lại đi. Đây là xem sửa lại cái nhỉ. À sửa lâu rồi đấy mà. Ơ gấu hồi sinh chưa? Em hồi sinh rồi mà. Có giường đây này. Em đây này. Sửa nốt cái giường đi Bách. Tùy anh tùy với cả anh tùy với cả ông Bách ra đây cho đồ này. Đồ gì đấy? Đây, ra đây. Mì cua bơ à? Đang đói. Thôi tìm trái đen đi, anh đang làm được 7 lọ nacotic rồi này.
7 lọ tính là cũng phải 1 con nhé. Cái gì đây? À thịt à? Tính quá nhở. Mẹ thịt đang nướng ở đây rồi, anh em này còn vứt ra đây nữa. Thật tưởng cái gì. À thôi em có lòng là được rồi. Thịt đang nướng cháy hì hục ở đây. Em nên cho ấy, cho Bách đi, bởi anh thấy Bách nó hơi gầy. Bách đâu à? Em có thấy Bách đâu. What the fuck, hơi gầy. Bách ơi, ông đâu ấy? Ông ở đâu? Tôi có thật ăn nãy giờ rồi. Lại giết nhau mà xem. Ôi tao lên núi đây. Đây này, ở chỗ này nó có cái đường để nó đi lên cái cao nguyên này này. Tôi đi lên đây xem có cái gì không. Có cái con này. À, trên này có me to các thứ này. Gấu, đứng yên. Đứng im. Chị bị lấy ná ra bắn con chi kia. Ờ, con Bara nè. Bara làm cái bola rồi đừng bắn vào đầu nó. Làm bola ấy. Đợi. Tập thêm kỳ đạn á. Teamwork hơi bị đỉnh. À, có para level bao nhiêu? Para level bao nhiêu? Hết độ rồi. Level 135. Ôi ôi. Được, cũng được. Thế thì hai thằng là đúng rồi, gì hai thằng mày bắn vào đầu ý. 135. That's bigger than ông ơi. Đây. Cay quá nhở, bên bờ biển ba con mo chóp mà nó toàn ăn mày nấm với lại thịt đùi cá khiếp. Cay cá có đùi, cá có đùi nữa. Cái gì cá có đuôi? Gì cái thịt mà thế thịt nó mà... không phải là thịt đùi cá đâu mà nó kiểu cá làm gì có thịt cá đùi ấy. Mà cứ gọi là thịt đùi cá cho nó dễ phân biệt thôi chứ còn anh tùy hay gọi thế. Tôi cũng quen rồi ạ. Từ ngữ. Tôi thắc mắc từ rất nhiều video trước rồi không ạ? Nhưng mà đến bây giờ anh tùy gọi như thế tôi chịu rồi. Rồi ông ném đi. Tôi bình thường nó gọi là gì? Thịt filler hay là thịt gì? Em nghĩ gọi là vi cá hợp lý hơn anh ạ. Thịt vi cá đúng là từ ngữ người giàu nhỉ? Khổ. Thịt vi cá. À, trên này có hai con ngựa em ạ. Quẩy bắt ngựa nhỉ. Vãi có mấy con Raptor kìa. Ôi ôi, trên này có con Robot Red em ơi. Đang cắn với lại con Brontor mà thôi. Mình tuổi gì chicken bị nó giết thì. Ôi trên này có thịt, có cả cừu ạ. Này. Từ ông ơi, từ cẩn thận nó chết. Từ. Nó không chéo đâu mà. Từ chết ạ. Hai anh em thường thảo thế. Đây bù là. Ở trên này có một bầy cừu ạ. Vô đầu. Từ con này đi qua cái. Xong rồi. Nó chạy hả? Mẹ sao nhìn chết luôn rồi. Tôi bảo rồi mà. Chứ cũng vậy nha chứ. Làm được gì đâu. Thôi đi hai chai đen vờ làm narcotic cho nó up level lên, làm narcotic up level nhanh nhất đấy. Bản đồ này không có nốt đâu. Thôi up level lên cho nó mạnh rồi bắt đầu làm gì làm. Bất tài vô dụng thì chấp nhận con đường. Ủa cái cây chạy đập. Thấy cũng không chón ta. Nên đập con 20 mà hai cây đập. Đập con gì? Chạy đập đô thôi. Không muốn trắng hay không thì đập thử vào gấu ấy. Rồi cái đen đâu đây? Thôi em chưa học narcotic nữa. Đi vào đâu rồi? Được
Anh Tùy em quên cách uống nước rồi. Lại gần nước rồi bấm E. Em đùa đây, em nhớ mà. À còn một cách nữa là em lại gần bách ấy, bảo nó vạch quần ra. Cũng là một cách. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Ôi nó chạy rồi. Con này lâu lắm. Được có mấy phần trăm mà. Vãi, được có 3% thôi nhá. Thế thì đến bao giờ? Úi dồi ôi. Khiếp. Ủa cái con này với tốc độ một lần ăn được 2% thì nó phải ăn bao nhiêu lần nó mới tỉnh nhờ? Mới được 50 lần. Hả? 50 lần. 50 lần. Ủa thế này thì không 250% chứ. 50. Tính nhanh lên anh. Được rồi. Anh gặp con ngựa 140 em ạ. Dám bảo anh Tùy tính nhanh lên sợ thật tì. Anh đâu tính được anh mới hỏi, chứ thằng đấy nói câu đấy là thừa thãi rồi. Tôi mới tính được tôi hỏi làm gì. Đúng 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 đó. Nó nhiều. Ông à, cố tình nói thế, ý bảo anh. Ông rất là âm mưu. Âm mưu gì? Nó nhiều. Lạc mất con này rồi. Âm mưu lật đổ anh Tùy ạ. Anh có cái gì đâu mà lật. Âm mưu lật đầu anh. Chết thật. Chứ chị đã có âm mưu tính toán này. Chết. Thôi tôi đi hái trái cây đây. Hỏi hai thằng ở nhà thế nào rồi? Được mớ này cô tích đây. Đi vừa làm đi. Biết chưa này. Ông ấy có hái được quả nào đâu anh. Lấy rồi toàn em hái. À. Mười. Thấy mười. Hết tay rồi. Kể công. Thế là toàn em hái chai hết tay rồi. Chai hết tay. Thôi, tôi bỏ con ngựa anh em ạ. Con ngựa nó ngoài khả năng rồi. Lại đi tìm đến anh Parasaurus. Sáu mươi à? Được đấy. Lên 21 chưa? Lên 21 chưa? Làm narcotic là nó lên mà, lo gì. Ôi con này trâu vậy. Ơ ôi gãy cái nỏ rồi mẹ. Ây ơi ơi nó ổn rồi sao nó lại chạy ra chỗ con raptor. Cổ. Ui cái gì đây? Ôi ăn kilo ui vt 145 ăn kilo mắc level anh ạ. Ai cả lìn ạ. Thành niên giật hết cả mình, giật hết cả mình. Ôi, còn T-Rex ở nhà mình nè. Cái gì dụ ra xa nhà, dụ xa nhà ra thôi sắp về đến nhà mình rồi. Đúng không? Ông nhìn này con T-Rex không? Bánh. Rồi. Nhìn thấy không? Đó. Đấy. Đúng. Không hiểu đi tôi đấy mẹ ạ. Em đi gắt cái DS này cổ hơi dài. Thật đúng rồi. DS này nhìn giống con bờ mông to lắm.
Ôi chị mẹ. Khi nào phải bắt con ăn kilo này kìa. Ơi à, nhưng mà nghe bảo ông nhận nhầm xây nhà mày nhỉ. Sao nhà mình vẫn còn nó. Ôi à. Ai nhận? Ờ, tôi tưởng ông nhận nhiệm vụ xây nhà mà. Nhận nhiệm vụ tham quan thôi. À. Xây nốt đi ông. Mày lỡ rồi. Anh mất mẹ con ấy rồi. Cái con nãy đâu ngồi trên vai đấy. Mất rồi. Ôi rồi. Em không biết gì hết. Thôi mất thôi con đấy gì. Có gì bị con gì dí quăng nó ra chết thai. Đây gọi là tiêm thúi. Hình như cái con parasol nó không bắt được bằng cái ná hay sao. Anh bắn đúng, một đúng, con đúng, đúng. Anh bắn một con level 60 mà mày không hiểu chói bola bắn nó là nó chết chứ nó không xỉu. Hey, con chi ke mới... cũng thế anh ạ. Không có chi ke anh từng bắt bằng bô bằng ná rồi mà chi ke nó ấy nó khó. Cái kiểu bắn nó lên người nó tụt. Nó hỏi bỏ hỏi nó tụt tụt ủa tụt gì vậy? Cái độ mê xuống. Cái đó là cái độ mê. Mê trai à? Thôi. Độ mê trai à? Đầu óc hai đứa này nó chỉ có thế thôi mà. À, thì ông ấy bảo là độ mê thì em không biết là độ mê gì thì em đang hỏi ông là độ mê gì. Bách không nói là thừa nhận nhá. Lời giải thích của anh này. À đây à đây à. Đây à mẹ vừa nói là lạc mất rồi lại lòi cái mặt ra. À đây à đây à, ok vâng. Anh thả nó ngoài này, cái là nó đi đâu mất tiêu, bây giờ lại quay lại rồi. Mà nó đang không biết đường xuống ở đâu này. Sắp chết khát rồi. Đường xuống ở đâu đấy? Có cái con... À đây 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 đây. Có gì? Này ra kiểm tra lại cái bờ biển đi bởi vì là có thể nó đổi sang cái thức ăn nó khác rồi đấy. Kiểm tra xem mấy con mồi chóp nó đổi ý chưa. Đi đi không? Nếu mà nó đi không đi. Người nhà tôi làm narcotic cho. Đi đi, tôi biết tiếng Anh đéo đâu. Thôi không đi đi. À thôi để anh đi, khổ. Thất ghê gỗ. Hát nước lắm rồi. Hai vợ cây xa nhà quá. Mấy cây kia gần nhà thì trũng hết rồi. Rồi thì làm cái thuyền sang bên kia ấy. Đây. Yes sir, level 21 rồi. À đấy, kinh quá nhờ anh bao nhiêu ạ? Mình 19 đấy. Con này mẹ nó 20. Nó vẫn ăn ấy nhá, cay thế nhờ. Nó vẫn ăn thịt đùi. Đấy, lười làm như ông làm sao mà lên level 21 được. Ông phải chăm làm như tôi này. Thôi, có ông hết. Cười bú ké thôi. Tức này bú ké. Ông mà bắt đầu giống kính chat F3 rồi. Thì F3 mà. Thì F3 thật à, phải đi. Mày tưởng ông còn yêu mà. À, tán nhau nhá, rồi kinh quá nhá. Mẹ, không, hai đứa nó lại tán nhau trước mặt tôi. Cả quá, chết. Lại hỏi nhau F3 thì... Kinh quá nhá. Vì cứ toàn bịa chuyện này. Chia tập cùng. Công ty tư tưởng nhiều quá. Ủa tư tưởng quá. Tư tưởng LGBT quá. Nếu như mở cái dương an toàn trái cây này. Nhà nghèo đói vậy. Nghèo đói đấy. Xây nhà mấy hồ. 3x3 ha. Xây nhà gỗ chứ tầm này xây nhà dơm xây làm gì.
nó phá mấy hồi tay trước đi tới cái người đó làm này. Cái cung gỗ đi, làm cái mũi tên đá đi. Thế bây giờ thằng gấu nó đã làm narcotic rồi thì em làm cái cung gỗ mũi tên đá đi, nhà nó không bị xây, bởi vì là cái nhà này thì nhà gỗ thì may ra trộm cắp nãy giờ em lụm ấy bà lụm cái gì narcoberry yếu thế mà mới level 20, tôi level 21 là nào. Chắc là đứng gần nói. Nhà, nếu mà đứng gần nhà nó được hưởng kinh nghiệm làm narcotic mà. Ôi, xa lắm luôn đi. Thật ra là cái bảng game này nó có sự điều chỉnh, em hiểu không? Cho nên là thực ra bảng game này đang là dỡ đấy. Nhắc nhẹ chứ không có này. Bảng game này có sự điều chỉnh rồi đấy. Không phải khó đâu. Nó hai đứa chơi nào không người ta cười vào mặt. Ôi đi rồi. Sóc lên 20. Có đỡ anh lại chạy qua ngó con mo chóp hơn như nào. Cảnh quá nhờ. 20 rồi này, anh 20 rồi này. Thế vĩ bao nhiêu rồi? Bách bách 21 à? Hai đứa là đôi bạn cùng tiến à? Đâu em 23 rồi anh ạ. À, em làm gì mà sợ lại 23 rồi? À, em làm mũi tên. À, đấy. Cung tên. Em làm cả thuốc súng nữa anh. Thuốc súng. Ớt à, thất. À, 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 địch, 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 à, ám sát tổng thống Vĩ à? Kinh ờ em chưa tính toán đến đoạn đấy được nhưng mà thôi tính dần được. Chờ có súng bắn chết đi anh bảo này, em chế tạo trước một mũi tên mơ chỉ còn một mũi rồi em bắn thằng đấy xỉu. Ờ sau đó nó xỉu em nhét cứt một người nó cho nó ăn. Ao em không đi chứ chơi gì nữa. Ơ có thơ thôi mà đã ao rồi à? Ui giời. Đâu em ao đâu. Ở bên PvP là nó toàn thơ mà, nó cứ nhét, nó cứ bắn mơ rồi nó nhét vào trong chuồng ấy, nó nhét cho nhét đặc cứt vào người nó bắt ăn ấy, tụt máu lại cho ăn thịt đấy. Khổ. Moments like this. I'm glad I can see. Vừa nãy Vĩ nó bảo là nếu mà nó bị gấu hành nhiều quá nó ao, em hiểu không? Không phải là bảo em ao game. Ôi dồi, anh vẫn đòi ăn nấm mà anh ơi, anh đổi món khác đi anh ơi. Ơ nhưng mà ao thật à? Nó nói thế thôi. Thấy thanh niên đấy trong server nữa à đấy. Ê ông qua cứ giúp tôi với, tôi sắp chết nặng rồi. Cứu thôi bận à. Ôi, cháu không cứu đó ra. Ô chết chết mẹ. Ôi nó đòi ăn mật ong. Ôi ôi không ổn rồi. Ăn sáng thế. 5 con mơ chóp, 2 con ăn mật ong, 1 con ăn nấm, 1 con ăn thịt đùi. Ôi ôi ôi. Mời anh ăn gì ấy thôi, kinh tế nó đang ớ ẩm. Lúc nào anh bảo lúc nào mạnh thì quay lại giết hết mơ chóp ở đây nhá. Lúc nào mạnh thì quay lại. Anh không nói nhiều đâu, anh chỉ nói một câu thôi. Thực thi lệnh trừng phạt ngay lập tức. Ôi. Cái gì đấy? Lại có sự chém giết nhau ở đây à? Ừ, cuối cùng bây giờ là chơi cái gì? Rồi. Chơi nhà là chơi giết nhau nè. Rồi, nếu yêu. Thôi bây giờ vừa tập trung nghiêm túc đi, anh cũng vừa đây anh thám kính là chả được cái vẹo gì lên trên cao nguyên rồi xuống đáy biển. À,
ai vợ mà có vợ được hay không vấn đề này. Bị nó dỗi rồi. Thế mà gấu gì nhở, gấu em phải hiểu là Vĩ ngày xưa đã từng bắt Titan và Giga. Đấy. Là không hiểu cái trình độ hiện tại là hỏi chấm là có vấn đề nào. Thế ngày xưa gấu chơi bản mobile bắt được cái gì thường gọi là thành tựu nhất nào? Ờ à. Tin đó. Ờ à. Ngồi cười đi mẹ. Dở hơi nhỉ? Không nhưng mà nói thật với anh thì em cả bản mobile cả bản số em thật đấy sao đấy, không nói gì nữa đấy. Fuck, giờ nói gì vậy? Không nhưng mà nói thật với anh là cả bản PC cả bản mobile em chưa bắt được con nào lên nổi cả, trừ con T-Rex anh ạ. À. Tại vì em chưa tìm được một con Giga nào để em bắt cả. Khổ bên đó mà nếu mà Vĩ không biết nói gì ấy thì đỡ anh dạy mà bảo, anh gấu ơi anh tha em. Anh gấu đẹp trai anh tha em. Em làm gì tới mức thế anh? Chúng ta giảng hòa nhé, đừng đánh em nữa. Tới ông chị thì cái chứ gấu nhỏ tuổi hơn em á nè. À thì mẹ ông 2k mấy à? Nhớ em 1 tuổi anh. Ông 2k mấy? 2k9. 1 tuổi thì tính đi. 2k9. Tôi nhỏ hơn ông 1 tuổi á. Ừ. K3 à? Ê thẹn kìa. Không hiểu. K3 à? Ừ. 2k3 à? Thế hai đứa bằng tuổi nhau mà. Đâu em 2k4 mà. À thế à. Em 2k4 nhưng em chủ nhà anh ạ. Còn nó mới nghề nghiệp là gì thì em không biết. Ôi 2k4 mới có 19 tuổi. Vĩ Trần nó cũng là địa chủ đấy em. Doanh nhân bất động sản ngầm đấy em đừng khịa. Anh nói thật. Tôi có đất không à bạn ơi, tôi không có nhà hàng gì chân á. Ai à, đất à? Tôi có đất không à. Vài trăm triệu hectare thôi. Ôi anh vừa ra đây thì đừng có vớ vẩn, cứ tập trung lại được không? Thế mà PC của ông 15 triệu là nào? Đấy là kiểu em biết là những người giàu họ thường sống một cách coi như là bình thản đấy. Rồi, có đắp chưa rồi phải có tiền. PC của tôi nó hết hơn 100 triệu rồi mà. Thôi vừa đây 100 triệu mà bắt không nổi con. Thằng Ngọc đánh con này đấy. Anh đánh đi. Em bắn nó. Em ra bắn đâu. Chạy xa nha ra. Đợi xem nó đuổi ai biết ngay. Nó đuổi em đâu. Này nhá, anh nói hai em biết, anh ít nhiều cũng bắt được một con Pelago Matat với lại một con mẹ cô con ngồi trên lưng nhá, hai con nhá. Hai đứa xem lại nào nhá. Sao không lên 21 nhỉ? Hai con ngồi trên lưng nó từ từ đến tìm tới anh mà. À có cung tên rồi à? Tớ làm tên mơ đi. Con nào có tích. Giết nó à? Tôi giết ai anh? Con Pego anh không... Anh thừa đấy, thằng nào dùng thì dùng. Con đấy ngồi yên lưng nha, vui. Em có bao giờ giết động vật đâu. Anh yêu quý đi nó. Nó hết anh yêu quý giết động vật đâu. Con người cũng là động vật đấy. Giết Vĩ. Vĩ đâu rồi? Vĩ đâu? Hả? Vĩ đây, đâu? Em đây. Triệu tập vờ đi đại sứ quán nhanh. Đang tém thú. Em thì tém cái con gì? Tém gì? Tém con gì? Mẹ, có khi nó giả vờ đấy em ạ, nó có khi nó chớ mẹ 50 lọ narcotic nó in nó chơi mình đấy. Mẹ thằng. Ơ gì mẹ. Ông ấy lấy hết narcotic trong này rồi anh ơi. Thế đúng rồi. Chia ra. Ê, ích kỷ à. Đồ anh em làm em một mình hưởng hết ạ. À. Rồi anh hai anh em đừng có chém giết nhau giảng hòa nhau đi. Đừng có mẹ không có đâu. Trầm gương kìa này. Mãi không lên được một vẫn đang 20 này.
16 cái mũi tên. Khá quá nhờ, làm mũi tên nào. Cùng tên. Thế có bao nhiêu tên mơ rồi? Em chưa có cái nào ấy. Mới hỏi bao nhiêu cái được con kia. Em chưa có cái nào. Cơ bách. Ông ấy lấy hết cái narcotic rồi mà. Em chia làm đôi đó anh. Chia làm đôi à? Chia bà chứ tôi để ông thành ông này. Ẩu quá à. Thứ nguy hiểm không nên giao vào người ác. Ừ, ông bảo tôi ác luôn. Tí nữa mà không, ngày mai ngày kia tôi chỉ khẩu súng bắn chết ông luôn. Đó, thấy không, vừa nói anh ta làm cái ác liền. Thôi là đùa đấy chứ, anh tí chia em ít vậy. Vừa nha. Vừa nha nè. Trong dương anh đỡ 10 cái đấy, anh có 10 cái rồi đấy, lấy đi. Thằng Bách vừa chia cho anh với. Anh kia thằng này anh hunter rồi. Em vứt gì đây? Anh vứt gì thì em vứt cái đấy thôi. Lấy đi. Ông ấy lấy hết rồi anh ơi. Chia ra được con mẹ mày từ đâu đến giờ chưa được 19 đã. Chưa bắt được con gì đâu. Thế hai đứa giờ, một đứa có bao nhiêu cái rồi? Em 19, 19. Đây này anh đỡ vào đây 212 ra này. Đây anh đỡ hai cái cung gỗ này, ai có lấy thôi mình lấy. Ra oil electric với lại đá gỗ này. Để đem bắt con con bờ te 135 cái. Đừng bắt con bờ te vào lúc này. À, bắt được con Parasaurus rồi này. Khá chưa làm yên là tôi làm luôn cái yên anh vừa đỡ ra đây. Chứ từ đầu game từ đầu game giờ chưa mình chưa được cái mục tiêu gì thì anh em bảo đi thật video này đặt tên là chi bé giết nhau à? À con chi ke nộp mạng rồi, từ nhá. Khoan. Đừng bắt. Không phải con này. Con này 15 chim ngắn thì không chơi. Con 135 lúc nãy rồi. Đâu. Nhưng mà bắn là phải bắn chắc chắn, phải vào bụng mới bắn nhé. Được bắn vào đầu vô dụng. Tốn tên nó có hạn. Con vừa nãy nó ở đâu à? Thế thì ra bờ biển đấy, bờ biển lắm, chique lắm. Qua đấy đi. Đi anh, em đi theo anh. Thế còn cái thằng Bách mày đang làm gì ở đấy? Tính thêm mấy ông ấy cho ông đi farm narcotic anh ơi. Thế thì đưa hết mũi tên mơ đây, cầm tên mơ thì phải đưa đi săn. Đưa tên mê ông ơi. Thế tên mê thôi. Cầm tên mơ thì phải đi săn chứ sao lại trốn tránh trách nhiệm nhờ. Xong rồi ông đi farm narcotic đi. Nhiệm vụ ông là farm narcotic đi. Bạch ơi, sao giờ thành hầu cận của gấu ca rồi. Quy phục. Con này nó vẫn đang ăn đuối. À lên level rồi. Anh 300 quay rồi đấy. Cộng quay. Chi ke. Học tiên chi ke luôn nè. Đấy, cái bọn kia nó lên level 21 từ lâu rồi mà nó vẫn không làm được cái đồ đá gì, à đồ sắt gì nhỉ. Con chi ke gì em? Chi ke level bao nhiêu? Mình cứ nhìn nó ấy thôi. Ok, 95. Em bao nhiêu tên mơ đây? Em có 37. Chia anh một nửa đi. Đó nhờ. Con vừa nãy chắc nó biết bây giờ mình mạnh rồi nên chạy con đít rồi. Mày quay. Bách đang làm gì đấy nhở? Farm rồi, farm. Nhưng mà anh đang tò mò bây giờ thì farm cái gì nữa? Bây giờ farm thú thì farm thú thì farm gì? Farm Naco anh.
Naku á. Thì vẫn thiếu Naku mà. Con này 45. 45. Đấu, bây giờ bắt con Chike rồi nó farm cho con này 45 bắt không nhỉ? Bắt để farm này cho tăng cấp level đó. Con mẹ nó cướp 44 mấy thịt đùi của anh. Giết nó. Đập anh làm gì đây? Ồ, thằng này nó cộng đam tay để giết người sao nó đánh mình hai cái gần chết rồi này. Ơ kìa, sao anh lại nói thế oan em? Ui con này trâu đấy, ui nó 140 em ạ. Ờ nó kẹt đá, nó kẹt đá kìa. Em đập đi, em đập đi. Nó cướp cả của em nữa. Bố đời. Chưa em ít, chưa em ít. Anh 50 miếng, em 44 miếng thì cũng ngang ngang nhau. Quan trọng là muốn phục thù cái con 135 thì còn mà chắc tầm này nó chả hay là nó đây nhở? Đây 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 này. Thế vừa nãy thấy con T-Rex thật à hay là như nào? Con T-Rex cổ dài này. T-Rex cổ dài. Bờ bờ mâm to à? À con này 20 nước non. Hay là nó biến mất nhỉ? Thôi để vòng xuống dưới này xem nó đâu. Cái này có một con 50 này. Con 50 à? 50 bác làm gì không ơi? Khi nào trên 100 à tuần. Đây anh đang xuống cái hồ này thăm cũng... That's bigger than I thought. Con này 45 thôi bắt con này đi. Con 135 chắc ấy rồi. À có một con Tech Stego. Hay là nó thôi chứ con này bỏ bao nhiêu. 66 em ạ, được. Ít nhất là nó level hơn 45 rồi. Này xuống đây bắt con Tech Stego này. Đây, đi. Em và anh bắt đi. Con này thì nó chạy chậm thì mình cũng không phải sợ gì mà quan trọng là bắn nó em ơi. Đừng. Ờ, à, nó kẹt rồi. Bạn ơi, bạn ơi. Mọi người. Giữ khoảng cách nhá. Không méo hiểu nó gì anh. Nó đuổi anh, nó đuổi anh, nó đuổi anh chạy đi. Tìm cái vách đá đứng bắn. Đâu rồi, nó đâu rồi? Nó đây này, nó chạy, nó chuyển sang đuổi em rồi anh ơi. Bắn nó đi. Nó hai thằng thay phiên nhau thôi, nó lại dí anh rồi. Em quay lại. Ôi ôi, nó quất anh rồi. Này, sao hết tên rồi? Quát. Này, em hết rồi này, còn một mũi cuối cùng rồi. Em dụ đi, anh gánh xương thôi. Rồi. Anh ơi. Lấy tên mời của anh mà bắn. Thôi chắc em bị giết rồi. Bách có sản xuất được cái thơm tên mơ gì không? Thì có, anh coi trong cái gì. Không có rồi. Có mà, trong em làm cả tên đá nữa để anh crash anh đem ra bắn luôn. Anh sợ con Stego này nó hơi quá rồi. Thở thanh niên kia cũng tên đá đâu. Đang vội em ạ. Con kia nó 66 mà nó mạnh thế. 66 á anh. Ừ con Stego 66 mà. Sao lẻ. Thở mà nó cũng giết hai thằng rồi đấy. Oh.